Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Kinh doanh Việt Nam. Tối ngày hôm qua thì sự kiện toàn cầu Next Acer vừa mới kết thúc, đem tới cho người dùng rất nhiều thiết bị mới đáng chú ý, đặc biệt là những game thủ thì các bạn không thể bỏ qua những sản phẩm này. Hãy cùng mình điểm qua đó là những sản phẩm gì nhé. Đầu tiên chính là Predator Orion 7000. Dòng máy tính để bàn Predator Orion 7000 mới mang đến sức mạnh tuyệt vời với bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ 12 mới nhất và GPU NVIDIA GeForce RTX 3090 và RAM DDR5 4000 lên đến 64GB, đảm bảo cung cấp cho người dùng mọi thứ cần thiết để chơi các game thế hệ mới nhất. Khung máy theo tiêu chuẩn EMI tuyệt đẹp, sở hữu các mặt kính cường lực trong suốt ở cạnh bên để lộ ra hai quạt Predator Frostblade 2.0 140mm phía trước và một quạt Predator Frostblade 2.0 120mm phía sau, có thể phát sáng với màu ARGB. Mặt trên của Orion 7000 có một lỗ mở giúp người dùng có thể thay thế chiếc quạt 120mm này bằng một chiếc quạt khác với kích thước 240mm. Trong khi đó, phần mềm Predator Sense tích hợp cho game thủ điều khiển đèn ARGB, tốc độ quạt và f-zoom. Điểm nhấn cho thiết kế và ánh sáng đặc trưng là biểu tượng Predator màu xanh phát sáng ở mặt trước khung máy và nút nguồn khúc xạ lăng kính cùng màu đặt trên đỉnh máy để dễ dàng sử dụng. Giá cho chiếc máy này sẽ là 2.499 USD. Tiếp theo đó chính là máy chiếu gaming Predator GD711. Nếu các bạn chưa tưởng tượng ra một chiếc máy chiếu dành cho game thủ thì nó sẽ như thế nào thì chiếc Predator GD711 sẽ cho bạn thấy những điều đó. Predator GD711 là máy chiếu gaming LED 4K thông minh tương thích với cả console và PC. Máy chiếu cũng có trợ ứng dụng tích hợp cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào nhiều dịch vụ phát trực tuyến. Máy chiếu này có gam màu rộng lên tới 125%, diện tích màu Brick 709, cung cấp cho game thủ mức độ bão hòa màu ấn tượng, độ sáng 4000 lumen LED, độ tương phản động cao và hiệu năng của HDR10, đảm bảo nội dung được hiển thị một cách xuất sắc. Máy chiếu Predator GD711 có thể chiếu hình ảnh lên tới 1080p ở 120Hz đối với console hoặc lên đến 240Hz đối với PC, độ ồn cũng rất thấp. Nó cũng đi kèm với loa 10W tiện lợi và điều khiển từ xa có lớp phủ kháng khuẩn trên bề mặt cùng các nút nhấn. Tuổi thọ máy chiếu lên đến 30.000 giờ chiếu. Giá của sản phẩm này sẽ là 1.733 USD. Tiếp theo đó chính là chiếc bàn gaming Predator. Bàn gaming Predator lớn 55 inch cung cấp không gian rộng rãi cho một hệ thống chơi game, màn hình, phụ kiện. Game thủ có thể chọn giữa hai loại bề mặt, một loại bề mặt được phủ sợi carbon dễ lau chùi, xanh điệu và bề mặt còn lại được phủ tấm lót chuột Predator theo thiết kế riêng. Được trang bị không gian lưu trữ rộng rãi, bàn gaming Predator đi kèm với giá để lưu trữ game pad hoặc đĩa, móc tai nghe, giá để cốc và khay gài phía sau cho bộ chuyển đổi AC. Nó cũng có một giá đỡ tai nghe tiện lợi để có thể tiết kiệm không gian trên bàn, một ngăn đựng cốc để chống tràn và lỗ DJ ở mỗi bên của bàn để giữ cho các dây nối được ngăn nắp và không bị vướng víu. Bàn làm việc cũng vô cùng chắc chắn với khả năng chịu lực lên đến 120kg. Chiếc bàn này sẽ có giá là 264 USD. Sản phẩm tiếp theo đó chính là Acer Chromebook Spin 514. Với thiết kế nhỏ gọn cùng màn hình 14 inch Full HD, mẫu Acer Chromebook Spin 514 rất phù hợp để mang di động. Máy được trang bị bộ vi xử lý đến Intel Core i7 thế hệ thứ 11 nhưng vẫn hoạt động rất êm ái. Màn hình có viền mỏng, webcam Full HD, MIPI, sử dụng bộ lọc thủy tinh màu xanh và công nghệ giảm nhiễu để cung cấp hình ảnh rõ ràng hơn và giảm hiện tượng lóe sáng. Nắp trên và dưới bằng nhôm đạt chứng nhận STD810H. Chiếc laptop tiếp theo xuất hiện đó chính là Concept D7 phiên bản Spectral Lab. Đây là chiếc laptop hỗ trợ người dùng sáng tạo nội dung, bộ giải pháp công nghệ quang học, màn hình, cảm biến với khả năng kết xuất theo thời gian thực để mang lại trải nghiệm 3D, lập thể và không cần kính. Máy cũng được hỗ trợ bởi hệ sinh thái NVIDIA Studio, có GPU laptop NVIDIA GeForce RTX 3080 giúp tăng cường cho các ứng dụng sáng tạo nhằm đạt hiệu suất cao nhất và độ tin cậy tối đa. Nói một cách đơn giản, Concept D7 mới là một máy tính xách tay lý tưởng để tạo ra mô hình 3D và cũng là lựa chọn tuyệt vời cho các nhà phát triển. Chiến binh tiếp theo của dòng Aspire đó chính là Acer Aspire Vero, hay còn được gọi là laptop xanh. Không chỉ là một mẫu máy tính sành điệu, Acer Aspire Vero là biểu tượng hữu hình cho cam kết của Acer đối với các hoạt động bền vững. Khung của máy được làm từ 30% nhựa PCR tái sử dụng, giảm 21% lượng khí thải CO2 trong quá trình sản xuất bộ phận này. Các keycap cũng chứa 50% nhựa PCR và bao bì có thể tái chế 100% từng loại giải thưởng của Aspire Vero. Màn hình của máy cũng là một màn hình xanh có kích thước 15,6 inch Full HD IPS, có thể tái chế 99%. Cung cấp sức mạnh cho máy là bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 cùng các đồ họa Intel Iris Xe. Máy cũng được trang bị các tính năng như Acer True Harmony hay Acer Purify Voice với tính năng giảm tiếng ồn AI, cho phép thực hiện các cuộc gọi hội nghị cực kỳ rõ ràng. Acer Aspire Vero sẽ được mở bán tại Bắc Mỹ trong tháng 11 tới với giá từ 699,9 USD. Tiếp theo sẽ là những sản phẩm cực kỳ đặc biệt.
dòng sản phẩm mới khá thú vị của Acer đó chính là sản phẩm kháng khuẩn. Acer Travel Max Spin 4 là laptop kháng khuẩn với ion bạc phủ lên các bề mặt cảm ứng cao, ví dụ như khung máy, bàn phím hay bàn di chuột. Các ion bạc là các hàng phản ứng mạnh, làm giảm đáng kể tốc độ phát triển của vi sinh vật khi tiếp xúc. Ngoài yếu tố kháng khuẩn thì cấu hình cũng được đảm bảo nhờ bộ vi xử lý Intel Core i7 V Pro thế hệ thứ 11. Các góc hấp thụ sốc của chiếc máy cũng đã được một bên độc lập chứng nhận đã đáp ứng tiêu chuẩn chống va đập STD810H. Máy chỉ nhẹ 1,53kg và mỏng 17,9mm. Đây là kích thước hoàn hảo cho những người cần di chuyển nhiều do thời lượng pin lên đến 15,9 giờ, sạc nhanh 80% chỉ trong 1 giờ. Acer Travel Max Spin 4 sẽ được mở bán tại Bắc Mỹ dự kiến với giá từ $1,099. Và đó là những sản phẩm nổi bật mà chúng mình tổng hợp được trong sự kiện Next Acer vừa mới diễn ra vào tối hôm qua. Các bạn ấn tượng với sản phẩm nào? Hãy để lại ý kiến comment ở phía bên dưới nhé. Đừng quên để lại một like và một subscribe kênh YouTube của Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.